cái buổi tiệc nhỏ nhỏ chúng ta có thể bùng xõa hết. Chúc mọi người có một buổi tiệc thật là vui vẻ và tham gia enjoy hết mình. Để mà nói cái cơ duyên với em đến với Intertu thì nó hơi Google, không phải Google. Thật sự thì là cái quá trình học của em thì nó hơi gian nan, thì mặc dù em biết là em là một người có khả năng học được hơn thế, nhưng mà nó có một cái gì đó trong cái cách học của em nó sai. Cái trung tâm này cái cho em cái cảm thấy một cái sự hứng khởi khi em đi học, cái sự là em lâu lắm rồi em cảm thấy được một cái tình yêu trong việc học cái vậy, cho nên nó thực sự là em rất là yêu quý các anh chị ở trong đây vì cái tinh thần và cái sự nỗ lực của các anh chị. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cái trò chơi là mình sẽ chia thành 2 team rồi. Team của Đức 30 50 ui nó hay vậy bỏ hết design train đó là cái hẹn hả? Đá bóng rồi đúng không? Gì đó đúng đấy. Đúng rồi, cái nào? Yeah, boy. Trong đùa nha. Huy em không em, tên gì cũng cuối cùng. Bây giờ là Ray đúng không? Không. Nghĩ Ray cũng giỏi nha. Bây giờ là Blessing. A blessing in disguise. Đúng rồi. A blessing in disguise. 8-6 rồi. Tên gì mọi người? Tên gì? Ai 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 ai. Nên tên anh mới hiểu sức mạnh. They win celebration.